À, mình xin chào các bạn nha. Thì hôm nay cửa hàng Mai Duyên tiếp tục về thêm một chiếc Super Cup nhập khẩu từ Ý đó các bạn, nhập châu Âu ha. Tất nhiên rồi, nó chỉ có một màu đen thôi. Cửa hàng về bây giờ chiếc này là chiếc thứ ba rồi, sẽ về với một bạn ở Châu Đốc, An Giang. Rồi, đặc biệt hơn nữa là vị khách này yêu cầu cửa hàng sẽ câu bình, nổ máy để sử dụng luôn nha, chứ không có định trưng bày đâu các bạn. Khi nào mà thợ câu bình nổ máy xong xuôi, mình sẽ cho các bạn nghe tiếng máy thử xem nó như thế nào. Vừa rồi có một bạn là muốn mình tư vấn là xem là hai dòng cúp, thì một chiếc cúp Honda Việt Nam nhập về với một chiếc cúp nội địa Thái như thế này, chất lượng nó như thế nào, chưa kể cúp châu Âu nữa nha. Đây. Và địa chỉ cửa hàng Mai Duyên là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Bây giờ đang là trời mưa nè các bạn, bão ha. Còn chiếc xe tải này nó mới vừa mang xe về. Đây nè các bạn, mình quay trở lại với chiếc cúp này. Đây là phiên bản nhập châu Âu nha các bạn. Đó, cái bộ đó đó, ở trong đó có rất nhiều sách hướng dẫn sử dụng. Mình nhớ không nhầm là khoảng 7 cuốn cho 7 thứ tiếng luôn ha, Anh, Đức, Pháp, Mỹ gì đó chẳng hạn. Video này là video khui thùng độc hộp đó các bạn. Đó, gáp luôn nha các bạn, gáp luôn ha. Và xem nè, đây sách hướng dẫn sử dụng. Trời ơi, nhiều cuốn lần em, 7 cuốn phải không? 6 cuốn. Rồi, 6 cuốn, 6 thứ tiếng đó các bạn. 6 thứ tiếng. Còn cái anh này á, là ảnh ship xe cho các bạn nè. Đó, bạn nào quan tâm thì mình có thể là alo luôn thẳng cho ảnh, nếu có ý định muốn ship cái gì đó, muốn chở cái gì đó ha. Anh Tạch, cửa hàng hay gọi một cái tên thân thương là chú Tạch. À, chú Tạch. Rồi, trở lại chủ đề chính là chiếc cúp này. Đúng rồi. À, nói chung là ảnh chở xe, đứa ảnh gành xe lắm. Anh rất là gành xe luôn, xe nào cũng qua tay ảnh hết. Gương. Gương đó các bạn. Ồ nè. Ha. Cái để mình xem cái phần vỏ coi. Nè. Vỏ nè các bạn. Khách kêu để gì luôn hả? Ha, được gàn rất là kỹ nha các bạn. Có luôn, câu bình nổ máy luôn. Khách yêu cầu. Anh đang quay đúng không? Đúng rồi, anh vẫn đang quay. 3 phút rồi đó anh. Giá trị. Này đâu có chuyển qua Zalo nổi ta. Phải chia giá bạn. Ờ, em cắt ra. Rồi, câu bình nha các bạn. À, câu bình luôn nha. À, 3 chiếc rồi, chỉ có chiếc này là câu bình thôi. Câu bình đổ xăng nổ máy thôi. Câu bình nha. Chị Mai ơi, lấy giấy chưa? Tao rồi, tao đi mua cái chậu. Ở nhà em có coi đó. Có cầm về luôn á. Cái này nó định cách tính hết hả? Gác khu trắng cho khách kìa em ơi. Gác khu trắng cho khách. À, bản châu Âu này chúng ta vẫn sẽ có hai chìa khóa. Còn cái bản nhập mà nội địa Thái Lan á, chỉ có một cái chìa khóa thôi các bạn. Chỉ một cái remote thôi. Và bản nhập Thái Lan á, thì số khung, số máy nó giống nhau. Còn bản châu Âu này nè, với cái bản của Honda Việt Nam nhập về á, thì số khung và số máy nó khác nhau. Cùng có hai cái remote như thế này. À, nhưng mà một cái điểm khác nữa là cái đèn xi nhan này ha. Bản Việt Nam mình chỉ có một bóng thôi các bạn. Bản châu Âu và bản nội địa Thái Lan là hai bóng, khác nhau chỗ đó. Và bản châu Âu tất nhiên rồi là nó có cái hệ thống ABS phía trước ha. Đây nè các bạn. Đây, hệ thống ABS, đây là cái vòng độc. Rồi nó có thêm một cái miếng hãng quang phía sau như thế này. Đó. Ở châu Âu thì nước bạn họ quan trọng cái vấn đề mà an toàn đó các bạn. Những miếng phản quang này á, nó giúp cho cái người dùng mà chạy xe xung quanh mình á, dễ nhận diện ra mình, kiểu vậy.
Rồi. Đây nè. Các bạn nhìn nè ha. Đó. Vẫn là made in Thái Lan thôi. Tại vì chiếc xe này nó được sản xuất tại Thái Lan và nó xuất đi thị trường châu Âu. Ok ha. Rồi, chỉ còn xíu một bên ốc này nữa là xong đó các bạn. Đây ha, bây giờ đang mở cái miếng nhựa ra, cái ốp đó để mà ốp vào cái chỗ này. Cái giá mình xin đọc lại là 185 triệu, giá đã bao gồm VAT nha. Chỉ là chưa có làm biển số thôi. Chưa có làm phí biển số thôi các bạn ha. Giá xe lúc nào mình báo cho các bạn là luôn luôn có sẵn VAT hết rồi. Địa phương mình chỗ nào mình cứ về đó làm biển số thôi. Huyện, thị xã hay là giới tỉnh. Đó. Đẹp. Rồi, giai đoạn cuối ha. Nó gọi chưa mày ơi. Giấy đi đường luôn nha mày. Đây nè các bạn, mình xem ngoại hình xe ha. Bạn nào có muốn như thế này, mua xe như thế này thì mình cứ alo cho cửa hàng. Mình sẽ cho các bạn 3 số điện thoại di động ở trên màn hình đó, để các bạn cứ gọi vào tư vấn. Ở trong phần mô tả của video còn có thêm Facebook và số bàn của cửa hàng nữa các bạn. Như bạn này ở Châu Đốc nè, đã đặt cửa hàng và cửa hàng mang về. Và vị khách này VIP hơn ở chỗ là chạy luôn, đổ xăng câu bình, chạy luôn nha các bạn. Đây ha, thợ sẽ, các anh kỹ thuật ở đây sẽ kiểm tra xem là xe có nhớt xong không một cái, rồi mới đổ máy nha các bạn. Đây là cái bước kiểm tra cực kỳ quan trọng. Mặc dù là biết là xe mới nào về thì cũng đã có nhớt sẵn trong động cơ rồi, nhưng mà nếu kỹ mình phải nên mở cái que ra nè, kiểm tra xem nó có nhớt không, rồi mới nổ máy các bạn. Cái bước đó cực kỳ quan trọng luôn. Bất kỳ một chiếc xe mới nào cũng vậy, từ xe 50, những dòng xe giá rẻ chỉ mười mấy triệu thì cũng thế, mà những dòng xe cao cấp hơn thì cũng lại càng nên làm như thế nữa ha. Mình xin nhắc lại lần nữa, cái giá là 185 triệu ha. Bây giờ đang chuẩn bị đổ xăng, đã câu bình rồi, bây giờ chỉ còn đổ xăng và nổ máy thôi. Đó. Đẹp chưa các bạn? Mở nè. Tuyệt vời không? Xì nhan đó các bạn. 431. Bên này. Ồ, xì nhan mình thấy nó chớp nhanh lắm các bạn. Nó chớp nhanh. Nè, con xem nè. Đó. Xì nhan chớp rất là nhanh luôn. Ha. Thường đó giờ mình thấy xi nhan không bao giờ chớp nhanh như thế này, nhưng mà thị trường châu Âu xi nhan của họ chớp rất là nhanh. Đây cụm đèn hậu đẹp ha, đẹp. Hôm trước nó có cái này mà người ta chạy sao mình nó dạ vô á. Dạ đúng rồi. Vừa rồi thì có một anh mua chiếc Super Cup màu đỏ, anh chạy anh nói chạy sướng quá, thật sự là nó khác biệt. Anh nói như thế với mình ở tại thành phố Sóc Trăng luôn các bạn. Chiếc màu đỏ ha. Chiếc màu đỏ thì là hàng nhập chính hãng của Honda Việt Nam. Rồi. Tắt xi nhan ha. Anh sẽ tắt mở vài lần cho bơm xăng các bạn. Đây cũng là thao tác cần thiết một chiếc xe mới nha. Tắt mở vài lần cho nó bơm xăng. Đó, đèn nè. Đó, đê. Nổ máy rồi đó các bạn. Ok luôn. Tiếng còi nó lớn như xe du lịch. Chất lượng ha. Nổ máy rồi. Đây. Xi nhan đó các bạn.
À lúc nãy xi nhanh nó chốt nhanh, bây giờ chốt bình thường lại rồi nè. Bây giờ nổ máy rồi, nó chốt bình thường lại rồi các bạn, nó không chốt nhanh nữa. Bình thường rồi, nổ máy nó rất bình thường rồi các bạn. Đây cũng là một cái điều lạ ha. Nếu như mà tắt máy thì không biết là nó có chốt nhanh hay không. Ok ha. Anh tắt máy lại cái nha, anh tắt máy lại anh thử xử xi nhan xem. Nè, bây giờ mình thử làm lại lần nữa nha. Từ từ nha. Đó, bây giờ mình mở xi nhan thử ha. Coi nó chốt nhanh không? Mở nhanh thử coi nó có chốt nhanh không? Không, chốt thường rồi các bạn. À, đổ xăng đổ máy rồi, bị chốt bình thường rồi. Bình thường à, ok ok. Ok đó các bạn. Có nè, hai cái à. Ha. Ê, cần xe này nó có hai cái bốt à. Đúng rồi anh, hai bốt. Xi nhan nó chốt lẻ lắm. Chất lượng mình nhắc lại nha, giá 185 triệu ha. Mình đề nè các bạn. Đó, nghe tiếng động cơ nha. Mình không nẹt đó các bạn. Êm quá. Êm ru ha các bạn ha. Cái này đẹp quá ha. Đúng rồi. Cái này đẹp nè. Sơn đẹp ha. Ông công nhận xe này sắc sảo ha. Sắc sảo à. À, sau đó thì cửa hàng sẽ đóng thùng trở lại và giao cho khách. À, khách yêu cầu như thế luôn. Khách yêu cầu như thế nha các bạn. Ha. Đẹp ha các bạn. Có pha đó. Ok. Động cơ nè. Đây là cụm động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Euro 5 nha. À, Euro 5. Cái chiếc xe màu đen bên ngoài này là Euro 4 nè. Trong khi chiếc xe này là đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 cùng với hệ thống ABS phía trước. Bây giờ thì cửa hàng sẽ ship đi cho khách nè các bạn. À, còn hay không? À, sau khi mang lên xe rồi thì mới đóng thùng trở lại ha. Vị khách này ở Châu Đốc, An Giang nha. Thành phố Châu Đốc. Đó, chẳng mấy chốc mà đã lên xe rồi. Lấy đồ đẩy lại luôn chú ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đóng thùng nó lại ha các bạn. À, các bạn ơi mình xem lại địa chỉ càng lần nữa nha. Đây, đây chính là tuyến đường quốc lộ, à, xin lỗi các bạn, tuyến đường Triệu Nương nha. Từ trung tâm thành phố Sóc Trăng mình đi về đây khoảng chừng chỉ có 5 cây số thôi. Mặc dù là trời mưa nhưng mà khách vẫn ghé cửa hàng rất là đông nha. Đây, 67 Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng đó các bạn. Đây ha, 67 và 69. Rồi, à, đóng xong cái thùng vô rồi nè các bạn. Còn đây là cái anh Tệt, ảnh sẽ chở xe đến cho các bạn. Ship gần thì thường là xe ship tận nhà đó, thì sẽ có xe tải nhỏ thế này để mang tận nhà cho các bạn. Còn mà nhận xe trên tuyến quốc lộ 1A thì phí ship nó vô cùng rẻ luôn. Chỉ có từ vài trăm ngàn thôi các bạn. Các bạn thấy không? Trời mưa nhưng mà khách vẫn rất là đông. Cực kỳ đông luôn. Đó. Thấy không? Hôm nay đang là 17 tây. Video này chắc có lẽ mình hẹn các bạn vào ngày mai nếu chiều nay đang không kịp. Vậy ha, mình sẽ khép lại cái video này ở đây. Xin chào các bạn.